Quang Đậu xin chào nhà thơ Thạch Thảo. Nói chung là mấy hôm nay mình đã là vượt đèo, vượt suối, cố gắng rồi đi làm sao mà tìm đến cái khu nhà ở của Thảo ở Bình Dương. Nhưng mà qua đó bị người ta chặn lại mất, mình không có giấy phép thông hành. Cái giới nghệ sĩ này nhiều khi đi cũng thích ngẫu hứng là cứ đi thôi. Nhưng mà tình cờ lại là mình nhớ lại là trong cái phay của mình đó có cái bài thơ mà Thạch Thảo vừa rồi viết là Dưới Mưa Ngâu, Dưới Mưa Ngâu. Cho nên đây là cũng một cái sự ngẫu nhiên, không cố ý nữa, mà mình thích cái bài Dưới Mưa Ngâu này, cho nên là mình có một ngẫu hứng riêng viết tặng cho nhà thơ Thạch Thảo và cùng cho các anh em trong gia đình Facebook. À, cả YouTube ở cái những ngày mà chống dịch như thế này, mặc dù không phải nói về Covid, nhưng ở đây là nói về mưa ngâu, mà nhà thơ Thạch Thảo có những cái lắng động viết về người mẹ, người cha, dù còn hay mất thì tấm lòng của người con vẫn luôn luôn nhớ ơn đến những công nuôi dưỡng của cha mẹ trong những ngày tháng vất vả nuôi con khôn lớn. Và hôm nay Quang Đậu sẽ gửi một cái giai điệu dù có hay hay dở, đây là tấm lòng của Quang Đậu gửi đến cho các bạn và nhà thơ Thạch Thảo. Xin mời các bạn cùng nghe. Mùa thu mưa ngâu, mưa ngâu, mẹ về với cha bước qua
của mình có lặng lẽ dưới mưa ngâu. Bố thu mưa ngâu, mẹ về với cha bước qua cầu thương, còn mình con lặng lẽ dưới mưa ngâu, còn mình con. Còn mình